hôm nay thì Mai chia sẻ làm cái phương pháp nào để chúng ta có làn da là mọng, mướt, mềm, mịn, căng bóng. Thực ra thì với cái thời gian thì chúng ta mất đi rất là nhiều những dưỡng chất quý giá trên làn da của chúng ta. Nếu mà nói về cấu trúc da của chúng ta thì chúng ta có nhiều lớp lắm, lớp thượng bì, trung bì, hạ bì. Và cái làn da trên cùng thì nó thể hiện được cái sắc tố cũng như là cái sự mềm, mịn màng. Khi mà làn da chúng ta ở 18 là cái độ trăng tròn rất là đẹp, 16, 18 thì lúc đó cái làn da chúng ta có rất là nhiều collagen, elastin, rồi acid hyaluronic, những cái vitamin làm cho làn da chúng ta bóng mướt, mịn màng. Nhưng mà với thời gian thì chúng ta bị mất đi rất là nhiều acid hyaluronic, thành thử ra chúng ta sẽ cần phải bổ sung. Thứ nhất là có 13 cái vitamin, gồm có vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vân vân. Thì chúng ta đều biết là những vitamin như A hay là C hay là E thì đều giúp cho làn da chúng ta được sáng, mịn màng. Rồi chưa hết đâu, còn tới 23 acid amin giúp chúng ta sản xuất những cái protein để làm cho da chúng ta được mịn màng hơn. Rồi 6 coenzyme ngăn ngừa tổn thương da. Rồi 5 cái acid glucosylic để loại bỏ những cái độc tố trên da của chúng ta và giúp chúng ta là chống oxy hóa. Và sau khi chúng ta sử dụng cái liệu trình này thì chúng ta sẽ đạt được tối đa tới 256% tăng sinh collagen và elastin. Rồi chưa hết là chúng ta sẽ tăng tới 147% nguyên bào sợi và giảm oxy hóa hơn 90% và tăng độ ẩm hơn 90%. Điều này thật là tuyệt vời để giúp cho da của chúng ta được mọng, mướt, mềm mịn, căng bóng, thấm đẫm dưỡng chất. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe những nghệ sĩ, những khách hàng đã từng điều trị nano collagen chia sẻ về quan điểm sau khi điều trị như thế nào nhé. Rất là khó khăn để tìm cho mình một cái liệu trình thích hợp để chăm sóc da. Đến khi mà mình nghe nói về cái nano collagen ở bên thẩm mỹ viện của chị Thanh Mai, Beauty Beauty Thanh Mai, thì Xuân Lan rất là cân nhắc để Xuân Lan đến đây. Nhưng được các bác sĩ tư vấn rất là tận tình và được thử từng chút một để phản ứng về da, thì đến ngày hôm nay thì sau liệu trình thứ ba thì Xuân Lan đã thấy là mình đã có một làn da khỏe từ bên trong, nó mượt hơn, nó có đầy đủ dưỡng chất. Madam B, một cái liệu trình là nano collagen, đúng như tên gọi collagen là chúng ta đang đưa trực tiếp collagen vào trong da. Và cái liệu trình là như cả nhà thấy là Mai đang điều trị mà cũng không có khó chịu, không có, đương nhiên là phải nằm im do bác sĩ điều trị nè, nhưng mà cũng không khó chịu, cũng không có ê hay là đau đớn gì hết, rất là thoải mái. Và Mai không chỉ là điều trị mọc đâu, còn tay nè, còn cổ nữa nè, Mai đang ổn tê. Còn một lát nữa tiếp tục bác sĩ điều trị những cái phần còn lại. Với BB thì Mai thì làn da của mình hơi xịn màu một chút xíu, cũng như là gặp một số các vấn đề về da như bị sạm, hơi bị sạm làn da ha. Thì ngay sau cái liệu trình mà mình làm nano collagen tại BB Thanh Mai thì làn da của chị đã thay đổi rất là nhiều. Có thể cả nhà có thể cảm nhận được các làn da của chị khách bây giờ đã trở nên căng bóng rất là nhiều, và ở từng vùng luôn cả nhà, từ vùng trán này đến gò má hay là ở phía cằm, tất cả đều trở nên rất là căng bóng và khác hẳn so với cái hình ảnh trước đây của chị khách của chúng ta. Vậy chị, sau cái liệu trình mình làm nano collagen tại BB thì mình có cảm nhận hiệu quả như nào chị ha? Thì da nó thay đổi, mình rất là bất ngờ, tại vì sau có một liệu trình thôi mà da nó đã cải thiện rồi, với lại nó không mất nhiều thời gian, mình còn được